An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Nhân dịp đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt những người làm chương trình An ninh Điện Biên, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, chúc quý vị và các đồng chí một năm mới an khang thịnh vượng. Trong chương mục hôm nay, sau phần tin phản ánh một số động nổi bật của Công an Điện Biên trong tuần qua, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục ống kính phóng viên. Cuối chuyên mục là phóng sự Công an Điện Biên chung sức cùng cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thông báo tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự tại điểm cầu Điện Biên có Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Điện Biên Phủ. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng công an toàn quốc đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở nắm tình hình, bảo đảm quân số thường trực, ứng trực làm việc trong các ngày nghỉ Tết, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo tốt, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Tại địa bàn tỉnh Điện Biên, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, phòng chống các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng ma túy, đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trên địa bàn không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và đua xe trái phép, không để xảy ra ùn tắc giao thông và gây rối trật tự công cộng. Nổi bật đã thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng y tế, quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả các biện pháp khoanh vùng truy vết dập dịch. Cử 140 cán bộ chiến sĩ công an tham gia các chốt kiểm soát dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngay trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, tổ công tác 169 Công an thành phố Điện Biên Phủ đã bắt một đối tượng, thu giữ 20 viên ma túy tổng hợp. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội tại khu vực tổ 5 phường Mường Thanh, tổ công tác 169 Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B187519 lưu thông theo hướng Quảng trường mùng 7 tháng 5 đi Tượng đài Chiến thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng là Lý Đình Cường, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tổ 8 phường Hiệp Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Khám xét phát hiện đối tượng cất giấu 23 viên ma túy tổng hợp trong người. Qua đấu tranh, Lý Đình Cường khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp tục đấu tranh xử lý. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID tỉnh Điện Biên, cho đến ngày 17 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các huyện Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Huyện Mường Ảng là địa phương đầu tiên của tỉnh Điện Biên ghi nhận ca mắc COVID-19 với 2 trường hợp. Cả 2 trường hợp đều liên quan đến ổ dịch tại Cẩm Giàng, Hải Dương, đi xe khách lên Điện Biên ngày 3 tháng 2. Ngay sau khi phát hiện có F0 trên địa bàn, huyện đã tích cực triển khai các biện pháp truy vết cách ly các trường hợp F1, F2, đồng thời lập các chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh Điện Biên đã họp bàn khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó tập trung công tác truy vết đối tượng F1, F2. Hiện Điện Biên đang tiếp tục yêu cầu các địa phương truy vết các trường hợp là F2, F3. Để đảm bảo công tác truy vết khoanh vùng dập dịch được hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa bản Ảng Cang của xã Nà Tấu và bản Nà Nhạn 2 của xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tiến hành phun khử và vận động người dân không ra khỏi địa bàn, đồng thời thành lập các tổ chốt phòng dịch để truy vết F1, F2 và ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Được sự hỗ trợ từ Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, chỉ sau 15 giờ triển khai thần tốc, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và làm việc xuyên đêm, đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 2021, Bệnh viện Dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 300 giường bệnh, trong đó có 30 giường phục hồi chức năng nâng cao cho người bệnh COVID-19
cùng trang thiết bị và tủ thuốc với đầy đủ cơ số thuốc đã được trang bị sẵn sàng hoạt động. Như thường lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên lại triển khai kế hoạch tổ chức cho can phạm nhân vui xuân đón Tết, góp phần mang đến niềm vui của ngày đầu xuân cho những mảnh đời lầm lỗi. Có mặt tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên những ngày giáp Tết, một không khí vui tươi ấm áp đang tràn ngập khắp không gian nơi đây. Hôm nay, các can phạm nhân đang phấn khởi thực hiện các công tác chuẩn bị cho những ngày đầu xuân như dựng cây nêu, làm quả còn, cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh, gói bánh chưng xanh, thịt lợn. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên việc tổ chức các hoạt động vui xuân cũng có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, để bảo đảm cho can phạm nhân được đón Tết Nguyên đán của dân tộc đầy đủ và đầm ấm, bên cạnh việc bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết, Ban giám thị trại tạm giam đã triển khai kế hoạch tổ chức Tết cho can phạm nhân đúng quy định và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài việc chuẩn bị, kiểm tra khẩu phần ăn cũng như cơ sở vật chất để tổ chức vui xuân, thì ban giám thị cũng nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các can phạm nhân để kịp thời động viên và có các biện pháp xử lý. Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho phạm nhân yên tâm chấp hành án phạt tù, thi đua lao động, cải tạo để sớm được trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội. Tập thể lãnh đạo đơn vị đã họp bàn thống nhất về các chế độ chính sách đối với các can phạm nhân. Ngoài các chế độ chính sách của can phạm nhân ra, thì lãnh đạo đơn vị còn có thêm nguồn quỹ tăng gia của đơn vị cải thiện thêm cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân trong bữa ăn, tổ chức cho các can phạm nhân đón một cái mùa xuân mới vui tươi lành mạnh, tổ chức cho các trò chơi dân gian, ví dụ như ném còn, đánh cửa tướng và các hình thức trò chơi khác để đảm bảo an toàn và đón một mùa xuân mới cho các can phạm nhân yên tâm cải tạo, chấp hành tốt nội quy quy chế của trại, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. Năm nào cũng vậy, công tác chuẩn bị Tết cho can phạm nhân ở đây đều được ban giám thị đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện chu đáo. Không chỉ đảm bảo khẩu phần ăn trong những ngày Tết theo quy định, mà trại còn tổ chức vui xuân đón Tết cho can phạm nhân thông qua các hoạt động, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống như bóng chuyền, kéo co, ném còn, cờ tướng. Sáng mùng 3 Tết, những gương mặt phấn khởi, vui tươi, sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các can phạm nhân dường như đã xóa tan cái lạnh lẽo đằng sau cánh cổng nhà giam. Nơi đây chỉ còn lại sự ấm áp, sẻ chia của tình người. Còn những cái dịp mà lễ Tết như thế này, thì ban lãnh đạo, cán bộ quản giáo cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi có những điều kiện giao lưu giữa phạm nhân với nhau thông qua tổ chức các môn thể thao, các trò chơi dân gian như là môn thi đấu bóng chuyền, thi đấu cờ vua, thi đấu cờ tướng và ném còn truyền thống và một số trò chơi khác nữa. Từ đó đã làm cho phạm nhân chúng tôi có những cái tinh thần ổn định, cố gắng cải tạo thật tốt, mong được sự khoan hồng của pháp luật để được sớm trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Việc tổ chức Tết cho can phạm nhân không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của chính những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cải tạo, cảm hóa, giáo dục đối với những người một thời lầm lỡ, giúp họ được hưởng niềm vui, được đón Tết và xóa dần mặc cảm, tự ti, tội lỗi. Từ đó tạo động lực cải tạo tốt, làm lại cuộc đời, hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Thưa quý vị và các đồng chí, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa mừng Đảng mừng xuân cũng như nhiều hoạt động chào đón năm mới. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mà thời khắc giao thừa năm nay lại là một năm hết sức đặc biệt.
Các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng không tổ chức các hoạt động vui xuân. Mặc dù vậy, nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an Điện Biên vẫn được triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp quyết liệt, kết hợp song song giữa giữ gìn trật tự an toàn xã hội với phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên an ninh Điện Biên tại đêm giao thừa Tân Sửu 2021. Quảng trường mùng 7 tháng 5 đêm 30 Tết vắng hơn so với những năm trước. Chỉ còn một số ít hàng bán bóng bay và một vài người dân có mặt tại đây. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Điện Biên không tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết như mọi năm, nên lượng người và phương tiện cũng giảm hẳn. Tuy vậy, Công an thành phố Điện Biên Phủ vẫn phân công các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện theo kế hoạch 169 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Các lực lượng có mặt tại các điểm nút giao thông, khu vực giao nhau trọng yếu như ngã tư đồi A1, khu vực đèn xanh đèn đỏ bưu điện tỉnh, vòng xuyến chợ trung tâm 1, đèn đỏ đường Trường Chinh và khu vực vòng xuyến bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ để tổ chức chỉ huy điều tiết giao thông và giải tỏa các khu vực tập trung đông người gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng. Giao thừa năm nay có lẽ là giao thừa hết sức đặc biệt với mỗi người cán bộ chiến sĩ, bởi bên cạnh việc nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng thì các anh cũng thường xuyên nhắc nhở người đi lại chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Đối với lại tình hình dịch bệnh như hiện tại thì chúng tôi đã triển khai cái phương án tuần tra kiểm soát là chúng tôi tuần tra kiểm soát lưu động, không lập chốt, và chúng tôi chọn lọc những cái đối tượng người tham gia giao thông cụ thể để tiến hành kiểm tra, tránh cái việc là tiếp xúc với lại quá nhiều người tham gia giao thông. Thì cái đối tượng mà chúng tôi chọn là các cái đối tượng mà thanh thiếu niên có những cái biểu hiện vi phạm rõ ràng, ví dụ như là độ bô xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, đi xe dàn hàng 2, hàng 3. Song song với việc bố trí 5 tổ công tác chốt trực tại các điểm nút giao thông có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ và tuyến đường giáp danh địa bàn huyện Điện Biên nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cản trở chống đối lực lượng chức năng. Qua ghi nhận trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản xử lý 18 trường hợp, tạm giữ 17 xe mô tô vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy phép lái xe khi tham gia giao thông. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, thì Công an thành phố Điện Biên Phủ cũng tổ chức các tổ công tác phối hợp với các đơn vị như Ủy ban Nhân dân, Y tế, Quân sự, Tổ dân phố các phường, tổ chức nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Việc đeo khẩu trang hạn chế tụ tập đông người sẽ góp phần quan trọng phòng chống dịch COVID-19 lây lan, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua công tác tuyên truyền cũng như là nhận thức của người dân trên địa bàn thì cơ bản người dân đã nhận thức rất là tốt. Tuy nhiên là còn một số người dân vẫn còn rất chủ quan, coi thường về cái việc đeo khẩu trang như là giữ khoảng cách, đảm bảo cho cộng đồng cũng như đảm bảo cho mình. Thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Tân Sửu 2021 đã được mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Điện Biên và nhân dân quyết tâm nỗ lực chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch. Hy vọng rằng với quyết tâm ấy góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để bước sang năm mới với một khí thế mới, gặt hái nhiều thành công, tạo bứt phá về mọi mặt, đặc biệt là sự an toàn sức khỏe của toàn dân. An ninh trật tự được bảo đảm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh nhà, cùng cả nước vững vàng bước vào hội nhập và phát triển. Sẻ chia những khó khăn vất vả với người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2020, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai, chủ trì và phối hợp xây mới sửa chữa 1.762 nhà cho hộ nghèo tại hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, xây dựng và trao tặng hai nhà tình nghĩa đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng gần 4.000 suất quà với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Cùng gia đình di cư từ huyện Simacai, tỉnh Lào Cai về bản Hủy Đáp, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ từ năm 1993.
Gia đình anh Sùng A Sánh phải sống trong ngôi nhà tranh vách nứa rột nát suốt 27 năm qua. Xoay sở mãi, vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia, gia đình anh cứ thế chìm trong những nghèo nàn khắc khổ. Thế rồi, gia đình anh có trong danh sách được xây lại nhà của Bộ Công an. Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất đối với gia đình anh trong nhiều năm qua, bởi anh cũng như mọi người đều tâm niệm, an cư mới lạc nghiệp. Được cái nhà vững chắc, chắc chắn và vững chắc như thế là rất cảm ơn các cơ quan ngành đạo nhà nước đã giúp đỡ làm cái nhà, có cái nhà ở chắc chắn và bền vững như thế là không có cái gì có thể tả được nữa. Có mặt tại trường phổ thông dân tộc bán trú trường cơ sở Giáp Vì Như thuộc huyện Điện Biên Đông vào một ngày giáp Tết Tân Sửu, chứng kiến niềm hạnh phúc lớn lao ánh lên từ ánh mắt của thầy và trò nhà trường. Chúng tôi thấy thật sự vui mừng phấn khởi bởi giá trị nhân văn mà từ sự kết nối của Bộ Công an tỉnh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, công ty Gôn Long Thành đã chung tay góp sức xây tặng thầy và trò nhà trường, khu nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ trên diện tích 7.000 m2 với tổng chi phí đầu tư là 5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đã giúp 360 học sinh của nhà trường được ở bán trú để các em học sinh yên tâm đến trường học con chữ. Thì chúng tôi là đại diện cho lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo có cảm nhận rất vui mừng khi thấy nhà trường được sự quan tâm của Bộ Công an cũng như là tập đoàn Vôn Long Thành đầu tư xây dựng một cái cơ sở vật chất là rất khang trang. Đây là một trong những tấm lòng cao cả của các cái tập thể cán bộ công nhân viên chức của công ty Gôn Long Thành cũng như là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Với đặc thù công việc phải thường xuyên tăng cường cơ sở xa nhà, 7 người trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi hàng tháng, nhưng với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Thượng úy Giàng A Trả, cán bộ phòng an ninh đối nội công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban giám đốc công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Giàng A Trả xây dựng nhà tình nghĩa. Trong năm qua, tôi đã được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy Ban giám đốc công an tỉnh hỗ trợ một nửa kinh phí làm nhà ở được tích cực quỹ nghĩa tình đồng đội của công an tỉnh. Đó là nguồn động viên kịp thời để giúp đỡ tôi tiếp tục là hoàn thành tốt những nhiệm vụ bám nắm địa bàn và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ được trích từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội do cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đóng góp xây dựng. Từ nguồn vốn này, trung bình mỗi năm công an tỉnh hỗ trợ từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ được làm nhà, những căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng chí đồng đội. Thiện nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nội dung được Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Để chia sẻ những mất mát khó khăn với gia đình cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân bị thiệt hại ảnh hưởng của thiên tai, năm 2020, Công an tỉnh đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ quyên góp ủng hộ hàng tỷ đồng, trong đó ủng hộ gia đình 3 đồng chí cán bộ công an bị thiệt mạng trong vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội 40 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra 1 tỷ đồng và ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hàng trăm triệu đồng. Không chỉ thực hiện thăm hỏi tặng quà đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn là cầu nối quan trọng kết nối những tấm lòng thiện nguyện đến với nhân dân trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Công an tỉnh Điện Biên đã kết nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng gần 4.000 suất quà với tổng giá trị hàng tỷ đồng, gồm học bổng, quần áo, khẩu trang y tế, sữa, 4.000 đầu sách, bàn ghế, gạo, mì tôm, bánh kẹo, dụng cụ học tập cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Song song với nhiệm vụ chuyên môn của mình thì hoạt động chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua. Tất cả vì một mục tiêu chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, vì một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên, chuyên mục được phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân hết lòng vì nhân dân, Việt Trung rừng núi bát ngát tháp cành sơn.